thì sau đây em sẽ hướng dẫn về cái cách mà set khổ giấy trên tôi ba các dòng luôn nha. Ở đây thì nếu như đối với nguyên 10 thì mình sẽ vô start menu, sẽ vô start menu, chọn design printer, xong bắt đầu mình vô control panel vô design printer thôi. Còn ví dụ như là thằng nguyên 10 này á, thì mình sẽ tìm vô cái mục control panel này để ra mở ra cái hộp thoại như thế này. Rồi bắt đầu khi mà chọn cái máy in á, mình sẽ chọn cái dòng này printing effect này đây, xong bắt đầu là mình sẽ chọn tìm tới cái thẻ bên có cái mũi tên này, mình click vô qua bên phải mình sẽ chọn vô cái thẻ order repricing z. Thì ở đây là mình sẽ chọn vô cái mục custom paper size ở đây mục này, rồi bắt đầu đánh tên vô. Mình sẽ nhập bất kỳ một khổ nào ở đây, nó sẽ hiển thị lên này, khổ nhỏ nhất là 100 tới 297 theo cái chiều A là cái chiều mà mình bỏ giấy cái đầu vào ở chỗ cái khay tay nó có hình minh họa này, còn cái chiều 148 tới 431 là chiều B. Thì đối với những cái dòng em đang thử trên con 2551C này á, thì cái chiều nó in dài tối đa của nó chỉ được 431 thôi nha. Còn với những cái dòng 5560 hoặc là những cái dòng 3055 hoặc là những cái dòng khác á, thì nó sẽ có những cái khổ khác nhau. Ví dụ như thằng 5560 nó sẽ là được tới khổ 1m2 ở vị trí này, và ở đây là nó sẽ là 305, trong phạm vi in của nó là 305 và 1m2 nha. Rồi bây giờ mình cứ xét thử 297 đi, 297 431 đó, xong bắt đầu mình bấm add copy phim z thì nó sẽ ra ở đây, nó ra TTL copy ở đây. Rồi ở trong một cái lệnh in á, trong cái lệnh in của mình á, khi mà mình bấm Ctrl B lên mục perfect này thì nó sẽ khi mà mình sổ giấy ra nè, nó sẽ nằm ở cái mục cuối cùng này đó, nó sẽ nằm ở mục cuối cùng để mình set lệnh in. Và lưu ý nha, khi mà mình ngồi mình cắm cái mạng LAN thì mình set được khổ nha, còn xài cáp USB thì nó sẽ bị ẩn cái phần mục custom paper size đi, nó sẽ không cho mình set khổ. Lưu ý cái phần này cho em. Rồi chỉ như thế thôi, này là cũng có rất nhiều người là biết rồi, và có những người chưa biết thì em chỉ cho những người chưa biết thôi. Cái này hỏi tới hỏi luôn mệt quá. Rồi xong nha.